Hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân có tay nghề cao đến từ các công ty truyền tải và công ty điện lực thuộc EVN đã đang vào cuộc tổng lực để phối hợp hỗ trợ thi công trên các công trường thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối. Tính đến chiều ngày 30 tháng 5 năm 2024, các tổng công ty điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký huy động 119 tổ đội, mỗi tổ đội 12 đến 15 người, với hơn 1.500 kỹ sư công nhân tham gia thi công dựng cột kéo dây, dự án đường dây 500 kV mạch 3. Trong đó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã huy động nhân lực tại tất cả các công ty điện lực để tham gia thi công dựng cột kéo dây dự án với 38 tổ công tác. Ngoài ra, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đã chỉ đạo các công ty điện lực tại 8 tỉnh có dự án đi qua hỗ trợ các tổng công ty điện lực khác khi đến thực hiện nhiệm vụ. Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động khoảng 200 cán bộ, kỹ sư và công nhân từ 13 đơn vị trực thuộc tham gia thi công dự án đoạn trên địa bàn 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Đây là lực lượng kỹ sư công nhân có tay nghề cao, thường xuyên làm việc trên các địa bàn xung yếu, khó khăn, hiểm trở nên có khả năng, kinh nghiệm vượt qua khó khăn khắc nghiệt của thời tiết trong những ngày nắng nóng nơi công trường. Nhiệm vụ của đội là phối hợp cùng lực lượng tại chỗ dựng 11 trụ, nhất là các vị trí trụ néo, nhằm đảm bảo tiến độ đến ngày 20 tháng 6 phải hoàn tất công việc để tiến hành kéo dây đóng điện. Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng đã cử gần 350 cán bộ nhân viên thiện chiến từ cơ quan tổng công ty và 21 công ty điện lực trực thuộc. Ngay sau khi nhận lệnh huy động, lực lượng xung kích này đã khẩn trương di chuyển tới các vị trí trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội huy động gần 200 thợ điện thủ đô để phối hợp hỗ trợ cùng các đơn vị, nhà thầu triển khai tốt nhiệm vụ trên giai đoạn nước rút căng thẳng nhất của dự án. Toàn đội đã chuẩn bị tốt vật tư thiết bị, xây dựng phương án triển khai thi công, chỉ huy giám sát để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình. Cùng với đó, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đăng ký 15 đội và sẵn sàng để tiếp cận vị trí móng sau khi được phân công để đáp ứng được mục tiêu tiến độ đề ra. Trước đó, từ trung tuần tháng 5, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia EVN-NPT cũng đã điều động 800 công nhân có tay nghề từ các công ty truyền tải điện trên cả 3 miền để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công. Công tác hỗ trợ tập trung vào dựng cột, kéo dây vì đây là những công việc mang tính kỹ thuật cao, đòi hỏi nhân lực tham gia phải được đào tạo, có kiến thức, kinh nghiệm thực tế. Với tinh thần dồn sức phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối, mục tiêu của các đội xung kích không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch mà còn phải đảm bảo tiến độ tốt nhất, đồng thời đảm bảo an toàn lao động trong mọi tình huống.